Sáng 7 tháng 11 năm 2017, Tòa Phúc Thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên sửa án sơ thẩm miễn hình phạt cho bị cáo Đinh Công Mách, 84 tuổi, ở phường Long Hòa, quận Minh Thủy, thành phố Cần Thơ, về tội danh cố ý gây thương tích. Tại phiên tòa phúc thẩm đã có 8 luật sư từ thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, An Giang đăng ký tham gia bào chữa miễn phí cho ông Mách. Trước đó, ngày 28 tháng 11 năm 2016, khi con gái út của ông Mách cho thợ đến xây hàng rào giáp ranh với phần đất của ông Mách thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Mách đã dùng hung khí chống trả làm ba người bị thương nhẹ, trong đó có con trai và con dâu của ông nên bị họ kiện ra tòa. Ngày 4 tháng 8 năm 2017, tòa sơ thẩm tòa án nhân dân quận Bình Thủy đã tuyên ông Mách 3 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Sau đó, ông Mách đã làm đơn kháng cáo xin tòa phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm.